người, và hiện tại thì mình đang ở trong thang máy để đi lên Iron Cup. Và khi mà các bạn vào đây thì các bạn hãy nhớ là bấm vào tầng 7 để có thể lên tới Iron Cup nha mọi người. Và hiện tại thì mình đang ở trên tầng 7 của Iron Cup. Và đây là một cái cơ sở mới, khá là mới của Iron Cup. Và như mọi người thấy ở những video trước thì thường là mình xuất hiện những cơ sở dưới mặt đất. Và cái cơ sở mới này nó ở hoàn toàn ở trên cao, là nó ở trên tận tầng 7 của phố Huế. Thì địa chỉ của cái này là ở tầng 7 số 255 phố Huế. Thì đây là một cái cơ sở mà mình thấy là nó khá là gần nhà mình, chỉ cách nhà mình khoảng có mấy trăm mét thôi. Và ở trong này thì mình thấy đang trên page là có một cái sản phẩm, có một cái dịch vụ mới, đó chính là Myelin. Thì Myelin là một cái hãng mà nó làm ra những cái sản phẩm bằng tay. Và mình đã hỏi qua thì thấy là ở trên này chỉ có, và cái cơ sở của Myelin này nó chỉ có ở mỗi ở phố Huế thôi. Và bây giờ thì mình sẽ không nói nhiều và mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong này luôn. Hello anh. Hello, em thấy là bên mình có một cái gì mới đúng không? Đó là Myelin đúng không? Đúng em. Có thể cho em thử đúng không? Ok em. Chơi game bảo bộ game ấy. Anh chơi gì? Mới có cái Myelin này mới đúng không? Ờ đúng rồi em ạ. Chứ không phải là cái này nó như thế nào mà hôm nay muốn đến đây để trải nghiệm thử. Đây Myelin Milan là sản phẩm mới bên anh. Thì đây là sản phẩm làm ra sản phẩm sáp mà theo yêu cầu của khách. Tức là em được lựa chọn hiệu năm và được lựa chọn mùi. Tên này sẽ được ghi trên label. Thế em thấy cái vẻ mới ở Việt Nam nhỉ? Thực ra thì em thấy chưa thấy có một cái hãng nào làm ra cái này ấy. Đúng rồi, đây là sản phẩm mới của bên anh. Là mình có thể tự quyết định theo cái mình muốn là nó sẽ như nào. Đúng rồi, chuẩn. Ok, thế anh có thể cho em thử một cái loại sáp mà thể theo yêu cầu của em được. Ok, thế bây giờ trước tiên là em muốn loại sáp nào thì bây giờ em ghi trước cho anh. Ghi à? Ok, đây em ghi trước cho anh cái này. Ghi những yêu cầu của em về sản phẩm sáp mà em muốn thôi. Thứ nhất là kiểu em muốn độ giữ nét nhào này, độ khô nhào này. Ghi theo phần trăm hay là ghi như nào nhỉ? Không, ghi cái mày mong muốn đơn vị em ghi là độ hâu, là strong hâu hay gì đấy. Thế còn về mùi. Mùi thì như nào anh? Đây, mùi thì hiện nay bọn anh đang có sẵn những cái mùi này và sẽ update thêm. Thì bây giờ em cứ thử ngửi thử xem cái mùi này em ưng mùi nào rồi anh em mình nấu theo mùi đấy. Có là mùi tùy thích đúng không? Mùi này... Để em sẽ ngửi ở bên này. Ok. Mùi này kiểu... khá là thơm mềm mà em thấy là mùi này phải hơi hắc. Mùi nước hoa của bọn hãng Nagisio đây. Ở đây thì người ta... anh thì anh thấy mùi nào thơm? Nếu là anh thích mùi này. Mùi gì? Mùi này là mùi của hãng nước hoa đang nổi bây giờ đấy. Lelambo à? Có gì... mùi này thơm này. Mùi này anh nghĩ lên sáp nó có khác không anh? Mùi này lên sáp thì nó sẽ giảm đi một tông mùi. Thế thì anh cho em lấy cái mùi Santa 33 Lelambo này đi. Ok. Đấy thì mùi em sẽ nhìn lúc này. Ok. Đấy thì của em đây, em sẽ ghi như này. Ok. Bây giờ thì đầu tiên là em muốn độ hâu ở mức medium. Vâng. Độ size là bóng mờ đúng không? Đúng rồi. Em muốn phồng. Và mùi em chốt là mùi Santa 33. Thế về chất sáp em muốn chất sáp nhỉ? Chất sáp thì anh cũng làm chất sáp cho em kiểu clay mà nó dễ lấy một chút. Thế anh sẽ chọn em chất sáp cream clay. Ok. Ok, thì bây giờ đây là về phần trăm mà công thức sáp mà anh hay làm. Thì với những cái mà nhu cầu của em ấy, với những cái nhu cầu của em muốn là độ hâu vừa phải thì anh sẽ giảm xuống mức này là 25%. Còn em muốn là độ phồng cao và khô đúng không? Thì anh sẽ, và không bóng nữa thì anh sẽ tăng lên clay là 20%. Ok. Thế em thấy ok chưa? Đấy thì là cái công thức mà sẽ làm ra cái lọ mà anh muốn đúng không? Rồi ok thì anh cứ triển khai thôi. Đây thì anh sẽ ghi trước cho em nhá. Sẽ là 25%. Thế thôi, ok. Bây giờ anh em ta sẽ bắt đầu nấu theo công thức sáp của em nhé. Ok, let's go. Yeah.
Thì anh em mình vừa nói xong cái này rồi không? Bây giờ thì sẽ làm gì ạ? Và nên bước cuối cùng của mình sẽ là in label. Thì bây giờ em muốn ghi tên ai trên label, ghi tên em hay ghi tên người thân hay là thì nó sắp này em làm rồi cho em mà chắc là ghi tên em. Ok. Đấy, ghi tên em vào trên này và ghi mùi nó là mùi này. Ok. Myelin thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể bấm click vào phần đó để có thể biết thêm về Myelin cũng như là Iron Cup tại phố Huế. Nếu thứ hai thì các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình.